Nè con dịch xấu xí, làm hết đống đó đi mới được về, không thì đừng trách. Nhưng mà tối nay tôi bận rồi. Sao cô lắm lời vậy? Da thì đen nhẻm xấu xí bần hèn, không lo ở nhà biết thân biết phận đi ra được. Chị ơi, hàng về rồi nè. Ôi, tắm trắng về rồi hả em? Ồ, mà công nhận nha, em dùng một tuần thôi da đã trắng sáng vật tâm mà còn mềm mịn nữa, cực kỳ thơm khi sử dụng luôn. Thì đó, chị thấy em giải thích quá nên mới nhờ em đặt cho nè. Trời ơi, cái tắm trắng gì mà nguyên liệu nhập khẩu 100%, hai tác động, vừa tẩy da chết này, vừa ủ cái trắng da. Không chỉ trắng này, vừa mịn, vừa thơm, mà mùi thơm quyến rũ nữa, bảo sao mà không mê chứ. Bây giờ có tắm trắng này rồi, thì mình đi thôi. Ơ, nhưng mà đống tài liệu đó thì sao? Kệ nó, mình đi. Là con ma đó sao? Sao nó có thể xinh đẹp chúng nhanh như vậy ta? Mai, cô quên những gì tôi dặn cô rồi hả? Cô dặn tôi gì nhỉ? Đừng có nghĩ mình đẹp lên một xíu mà hống hách ở đây. Lo về nhà làm cho xong đi. Tôi không phải là người đi xử lý công việc cho cô. Chắc cô không muốn việc này lên tay trưởng phòng đâu nhỉ? Cô dám? Tôi dám chứ sao không? Tại vì tôi đúng, cô sai.